Chị gì ông cố nợ gì vô em? Đi. Vậy. Gì vậy trời? Dạ hello cả nhà nha. Chào mừng cả nhà đến với kênh Hoài Phong TV nha cả nhà mình ơi. Thì hôm nay là một trời một ngày rất là nắng luôn cả nhà ơi. Thiệt hôm nay nắng chắc 30 mấy độ á. Cái này cả nhà mình mua hến về phơi ngoài trời nắng là chín hết luôn cả nhà. Thì còn em với bạn Caramel nè, buổi trưa này hai anh em ngủ trưa cũng không được nữa cả nhà ơi. Thì lấy cái máy là ở đây quay vòng chậm thử coi anh em nào mình có ngủ không hay là này kia, em nhắn tin lên nhóm cả nhà. Đợi coi anh em mình có vô quay không. Thì chắc hôm nay chắc em căng tem luôn quá cả nhà ơi. Tại vì hôm bữa giờ là mấy anh kia trôn qua trôn lại rồi mà quên em. Em cũng buồn lắm cả nhà. Bây giờ em cho anh hết luôn nha cả nhà. Thì cái bạn cho em như thế nào thì mong cả nhà mình xem nha. Trên tay em đang cầm có đó hoa. Hay là ông cầm cái này bịch thang tre. Thang tre cả nhà. Hay là thang thực phẩm cả nhà. Thì để em suy nghĩ cái màn tròn như thế nào mới được cả nhà. À em có màn tròn này cả nhà ơi. Thì cả nhà muốn biết em tròn như thế nào thì cả nhà mình đón xem nha cả nhà. Thì bây giờ em sẽ đặt cam góc máy nha cả nhà. Này là nhà cũng bắt 8 nha cả nhà. Cả nhà mình đón xem theo dõi với em nha cả nhà. Dạ sớm giờ em cũng suy nghĩ hoài màn tròn gì, em cũng biết tròn gì cả nhà. Nhưng mà em thấy ở đây có cái lỗ nữa cả nhà. Thì em sẽ phối hợp với bạn Caramel nha cả nhà. Thì phối hợp như thế nào thì cả nhà mình đón xem nha. Bây giờ em sẽ đặt cam nha cả nhà. Dạ hello cả nhà nha. Thì bây giờ em sẽ đặt cam ở đây nha cả nhà. Bây giờ em sẽ hú mấy anh em kia lại nha cả nhà. Để em gửi tin nhắn thoại qua cho mấy anh em kia nha cả nhà. Để cho mấy ảnh đi vô. Hello hello mấy anh em ơi. Mấy anh em vô cái chỗ mà mình hay quay nè. Có này cho mấy anh em coi vui lắm nè. Lẹ lẹ ngang, nhanh thì còn, chậm là cũng còn luôn ngang. Đã, bây giờ em sẽ gửi tin nhắn đi nha cả nhà. Thì cả nhà mình đón xem nha cả nhà ơi. Đắt là đưa vô đứa mặt cho nhà thở cho anh. Đâu lắm, đâu lắm. Đâu lắm lại ơi. Trời ơi, ông nội. Được nha. Nhiều thằng nó ha hồng á, mày trời với mày. Giờ này nó chưa lại nữa cả nhà. Hôm qua ai chổng gì? Không quay làm gì đó làm gì vậy? Đây mày coi cái này nè, cái này cái gì nè? Cái gì trong đó, cái gì à, sao làm gì vậy? À, cái này cái gì đây nè? Cái lò gà như cái gì? Lò gà mà nó có cái con gì đóng trong đó kìa, chỗ lò gà vậy, cái ổ gì á, ổ ông hay cái gì đây nè? Con đi quay làm gì mày? Mày lại đây mày coi thử coi cái gì? Nó đi, mày coi thử coi. Cái gì đây nè, mày coi coi. Thấy gì đâu? Mày vô đâu? Sát vô mày mới thấy đường. Cái gì vậy? Mày có gì đó đi. Tao nói rồi mà cái con gì trong món mà mày không tin. Cái chân cái lò gạn rồi có gì trong đó? Cái con dụng đó đó. Cái gì mà em lùi cho vậy? Cho vậy? Như em đang yêu quá là nên lên. Mày đừng có la lớn. Hàng ngoài đó, hàng ngoài đó. Phun luôn. Mấy anh kia đâu rồi, mấy anh kia ra chưa? Nhưng mà tao phải quýnh mày một cái mà. Phun nhiều nhiều say quen, mày phun cái mặt quen say chút xíu ý, mày phun vô cái mỏ nó. Có phun vô cái mỏ luôn giờ. Cái gì ông gọi cái con gì đóng trên cái sàn nhà kìa. Ủa ông cái gì đó đóng cục lụi nó rồi con gì đó ông cứu thầm. Thì cái bộ cái nè.
cho đi cái đà nhà nè, cái ổ gì á. Nè, làm coi coi. Đây kìa, bên bên đây nè. Mày cửa trước 8 khóa rồi đâu lên được, coi được đâu, coi được cái lỗ nè. Nè, cái gì? Đó. Gì vậy? Gì ông cố nợ gì vô em? Vậy? Đi chợ. Đứng đi chợ. Cửa mặt đâu rồi, đứng rồi. Coi lại cái nữa coi. Cái gì trời? Coi lại cái nữa coi. Trời, trời, vậy nữa vậy? Coi lại một cái nữa coi. Ủa chàng lạc lôi, chào quá duyên hóa thành trò. Và thù rung lên mang hắn mua xuyên nát lòng ta. Trời ơi không đi. Hello cả nhà nha, thì nãy giờ là hai người bị dính chưởng rồi nha cả nhà, anh hai bị ít hai luôn, bây giờ còn thằng Báo với ông già nha cả nhà. Có chú hai cái nhà khó lắm nha cả nhà, phải dụ ông dữ lắm mới được á, tại ông đó là ổng cà chớn lắm cả nhà. Ủa mấy anh kia không kiểu chơi rồi hai rồi hai vợ chồng thấy không? Chơi gì đâu, nãy thấy con cái ổ ông ở đâu trên đó kìa, trên nhà kìa. Sáng mày đứng mày gìn vậy kìa. Mày cho ông cái mày nhà ngoài trước khóa cửa ngoài trước rồi, đâu vô được đâu. Ủa chừng mèo rút cầu cái mặt mày đó, ở đó mèo lắm á. Mèo đâu mèo, cậu ơi mèo, tao bây giờ đi ăn trên mặt ổ gì mà đóng trên trần nhà kỳ kỳ quá. Nên rồi à. Ủa gì? Ủa ông hay là cậu gì á? Cái gì vợ hay gì đó nội ơi. Đó, ủa nãy vô đó ai lợi hả? Có ai lợi đâu, đợi sớm giờ nè. Cái kỳ vậy? Ừ. Ủa nãy mày nhắn tin nhắn rồi mấy ông kia nói vô vô gì mà sao không thấy ai? Thì mày đợi chút xíu đi. Gấp gáp gì, có lỗ nó tổng kỳ trời. Ngủ nó sớm rồi, tự nhiên mấy cha kia lại ra đây ngủ ngơi, chưa mới về tắm xong rồi đập. Ừ, tập sớm vậy ha. Chưa tập dục hả? Chưa tập tắm. Tập dục không? Không. Đi chưa? Đi về tập dục trời. Đi chưa tập dục, nó đổ mình quay tắm. Chạy qua. Ủa chứ lỗ kỳ. Ê cổ. Đi về bãi. Đi đâu? Thì mày vô mày coi cái ổ này cái coi, tao không biết, tao muốn hỏi mày nè, coi sớm giờ mà không có ai chứ, đợi vô coi cái ổ gì. Ổ gì? Ê kìa, trên trần nhà đấy kìa. Mày nhiêu tuổi mày dạp ổ gì mày không biết ổ gì trên trời. Nó hù à. Cố nội gì cũng kìa, mày trên trần nhà kìa. Coi. Có gì đâu. Gì vậy? Cái gì vậy? Đứng mặt vô đâu mà em lồ vậy? Nhặt cái đầu gàng nữa, mày gió thổi gì đó. Gió thổi gì trời? Đâu mày coi lại coi. Không ở mấy người đâu coi. Mày nước cho mày coi lại coi. Cái gì á? Bụi á, gió á. Đầu tiên mày nước vô, mày để mặt vô từ từ thôi, không chịu vô cái đầu gàng hết trơn rồi. Có ai được gì đâu. Ở nó ra nè. Ôi, ông nội ơi. Trời ơi, chạy gì vậy? Cửa thằng nào chạy đi trời. Thằng nào cái này? Mày biết? Lo này, bỏ chân mất luôn rồi. Mày với em queo quá vậy? Có đâu? Ai đây vậy? Có ai đây không? Có đâu không? Có tao lên tiếng rồi. Tụi chơi gì kỹ trời? Đi ghê mà, mở không ra luôn nè. Mở ra. Không ra. Kỹ trời, mở. Mở không có được. Sao mà bụi nó bay em nó cứ chơi vậy trời? Kỹ trời. Tao ngước cho có thấy gì đâu. À trời thôi gì nè. Có trời đâu. Trời ơi, vậy gì đó nè. Có đâu. Không phải đâu. Không có.
lại chứ gì nữa hả? Thôi về đây nhà nội ơi. Về thằng Hưng. Trời ơi là trời ơi. Ôi. Mày đừng có á nó chứ, cái mặt nó tơi này. Đi đi lập tức nè. Đi 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 đi. À bởi vì nó kêu đi ra đây đi đi coi đi coi chú hùng què. Im. Chú hai ông nghe không đi về bây giờ. Say vẫn rửa mặt say hơn. Đi rửa mặt cái cho say. Nè say này điếm rồi. Anh bị dính chửi. Anh bị dính rồi anh điếm. Phải chỗ thiệt. Đi rửa mặt chuyện hối rồi. Đi giúp ba đi lừa đạo vô. Thì anh hai dặn gì vậy? Đi đi tự. Không thấy đồ đi là trời. Bước rồi. Vô bắt luôn à. Trời ơi, kỳ không trời. Rồi, quẹo bên trái có cái thùng nước. Nó không thấy đường mà mở vô nước như đúng rồi vậy. Đúng. Chợ nhà tay chị không nội. Cố nào nó phát hồn chứ. Chợ nó không chợp. Ai ẻ chứ anh chị. Ẻ đâu cậu gì vậy. Cậu ông nó lên nhà nhà kìa. Ông mất mới cậu nó không cố. Coi thử coi có mặt chưa. Anh biết lát bắt nè. Mở cửa mà trước đóng rồi không có lên cửa trước được nữa. Có mặt rồi kìa. Đâu. Có mặt mày đó. Cố cậu gì chứ. Ê coi cho hai coi ông gì ơi chú hai. Ôi tụi có gần bao ông đó đâu rồi ơi. Trời ơi, ông nhà vườn mà không biết ổ ong kìa, không có đen đen đó. Nhà vườn chứ tôi không biết ổ ong rồi. Ổ ong nhà ta để ta bắt đi. Không, mình bắt mới được. Bắt thì chúng đánh hay gì? Bắt ông, chứ ông bắt táo ông không ăn ổ ong đâu. Thì còn không ăn. Ổ ong gì kìa, ông vô coi thử coi trời. Coi. Trời ơi, cứu tôi ơi, cứu cuộc đời tôi ơi. Cứu cuộc đời ơi, trời ơi. Đó, mắt đau quá nè. Gì vậy? Ông đánh cái gì ông nội ơi? Gì cậu? Đó, ông mắt quá à. Bị ông đánh á. Bị gì hả? Bị gì ba vô mắt? Ừ, cái gì? Ông nội tự nhiên vô coi rồi là gàng của ông ta làm chi vậy? Ừ. Còn thằng này mày muốn báo nữa. Báo đâu ông đánh á. Đi, rửa mặt. Đi. Nghe tiếng mày nghe không? Nói từ đó nghe không? Nói từ. Ê, ê, tôi mới bị nó chơi. Tôi mới bị nó chơi nè. Ở đây là nào đó. Tôi nói chơi luôn nè không? Tôi mới bị nó chơi nè không? Không? Nói từ đó. Nói từ đó nghe không? Sạch lắm rồi. Lâu tay kìa. Chạy nói anh chơi. Chơi vậy đó cả nhà. Chơi gọi gì? Chạy ra, chạy ra. Kiên cha nhở? Kiên cha này hả? Kiên cha nè. Trời ơi, trời vô mắt nữa nè. Vô mắt rồi. Thôi cái nhà mình đi chỗ khác cái nhà. Đó nó gượt, nó gượt. Trời mình đứng xa mình quay được. Ai giận lũ. Nè, nãy lên chạy gần tới mất cần lên. Cái gì vậy? Cái này nè. Trời ơi, trời. Thôi không? Lần ta. Nãy hồi nãy là hai lần luôn đó, cái gì trời. Hãy cho ác này cái quỷ này nó đâu. Giỏi lắm. Mày giỏi. Hôm nay là hai phát luôn đi. Lâu lâu là mình phải chơi một vố gì đó cả nhà. Vô đây nè, vô đây mát nè. Mà đứng ở xa mình quay thôi, cái nhà mình đứng xa mình quay thôi. Đó, chú Hai thấy không? Mặt chú Hai không? Đó, đẹp không? Nhà cái nhà thấy mặt chú Hai không nha. Nó kêu đi gửi cho cái nhà. Thôi em xin kết thúc video tại đây nha cái nhà ơi. Nếu cái nhà mình thấy màn tròn của em dành cho mấy anh em có hay thì cái nhà mình cho em xin một like. Hay dị quá. Cho em xin một like, một lượt đăng ký kênh nha cả nhà. Và đừng quên nhấn vào cái chuông khi em ra video mới nha. Thì bây giờ, chào tạm biệt cả nhà.